vì một thành phố thông minh Bình Dương. Vì một thành phố thông minh Bình Dương. Đăng Trình, Kim Thư rất vui gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Vì một thành phố thông minh Bình Dương. Chương trình do Đài Phát thanh Truyền hình Bình Dương phối hợp với Ban điều hành thành phố thông minh Bình Dương thực hiện. Quý vị đừng quên khung giờ phát sóng của chương trình nhé, 17 giờ thứ năm, phát lại lúc 18 giờ 20 phút ngày Chủ nhật hàng tuần trên kênh VOB tần số FM 92,5 MHz. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam nói chung, Bình Dương nói riêng đang đứng trước cơ hội lớn về đón nhận các dự án mới từ dòng vốn đầu tư dịch chuyển. Cơ hội thì luôn chia đều. Tuy nhiên, so với các địa phương khác trong khu vực, Bình Dương đang hội đủ các điều kiện về môi trường đầu tư, cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của nhà đầu tư. Thuận lợi của Bình Dương về môi trường đầu tư đó là kinh nghiệm từ quá trình thực hiện chiếu hoa thảm đỏ và triển khai nghiêm túc các chính sách, chương trình đột phá do Trung ương và tỉnh ủy ban hành. Đó là những thay đổi kịp thời về thời gian giải quyết thủ tục hành chính thông qua yêu cầu của nhà đầu tư và ý kiến của doanh nghiệp tại các cuộc đối thoại. Đó còn là sự thay đổi về nhận thức, cách làm của cán bộ viên chức liên quan trực tiếp đến nhà đầu tư như thuế, hải quan, sự đồng thuận của người dân. Quả đúng là như thế, có thể nói tất cả đều đã vào guồng, hoạt động nhịp nhàng đồng bộ để tạo ra một môi trường đầu tư hấp dẫn, đủ sức làm hài lòng các nhà đầu tư, cho dù đó là nhà đầu tư khó tính nhất. Kim Thư và Đăng Trình xin mời quý vị cùng lắng nghe bài viết của tác giả Ngọc Thanh sẽ phân tích rõ hơn về vấn đề này. Để sẵn sàng đón làn sóng đầu tư mới, bên cạnh nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đầu tư cơ sở hạ tầng, Bình Dương tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư minh bạch. Từ đó vừa tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển trong môi trường kinh doanh thuận lợi, vừa bảo đảm được chất lượng thu hút vốn FDI vào địa phương. Từ nhiều năm trước, việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh luôn được Bình Dương coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Sau mỗi năm công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI, Bình Dương đều nhìn lại những chỉ số đạt được và những chỉ số chưa được hài lòng của cộng đồng doanh nghiệp để từ đó có chương trình hành động cụ thể. Những năm qua, PCI của tỉnh luôn duy trì vị trí cao. Trong bảng xếp hạng PCI năm 2019, Bình Dương đứng vị trí thứ 13 toàn quốc với 67,38 trên 100 điểm thuộc nhóm tốt. Bình Dương cũng là địa phương đứng đầu bảng xếp hạng PCI 2019 khu vực Đông Nam Bộ. Về chỉ số cải cách hành chính PAR Index và chỉ số hài lòng của người dân tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, năm 2019, Bình Dương đạt 88,2%, đứng đầu khu vực Đông Nam Bộ và xếp thứ 13 trong cả nước, tăng 2,9% so với năm 2018, 85,3%. Theo ông Phú Hữu Minh, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, có được kết quả này là sự nỗ lực của chính quyền các cấp cùng những giải pháp sáng tạo linh hoạt của lãnh đạo tỉnh, thường xuyên tổ chức hội nghị gặp gỡ với cộng đồng doanh nghiệp để kịp thời lắng nghe, chia sẻ và tháo gỡ vướng mắc khó khăn, tạo môi trường cởi mở, thông thoáng cho doanh nghiệp và các nhà đầu tư khởi sự phát triển. Đại diện Sở Nội vụ cũng cho biết kết quả chỉ số CBAS của tỉnh năm 2019 13/63, tương đồng với kết quả một số chỉ số khác như PCI 13/63, PAPI 25/63, PARI 17/63. Đặc biệt, kết quả về cải cách thủ tục hành chính của Bình Dương với các chỉ số năm 2019 đều cho thấy những nhóm yếu tố tương đồng có sự cải thiện qua các năm, như kết quả về chi phí không chính thức, chi phí thời gian thực hiện thủ tục hành chính giảm đáng kể. Trong đó, tỉnh được doanh nghiệp và nhân dân đánh giá cao việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và cải cách thủ tục hành chính. Tỉnh đã và đang tích cực triển khai ứng dụng xây dựng thành phố thông minh và chính quyền số, đồng hành cùng doanh nghiệp. Trong thời gian tới, thủ tục hành chính công sẽ kịp thời tích cực xử lý hoặc là phối hợp xử lý nhanh nhất để phản hồi lại những phản ánh kiến nghị của người dân, tổ chức, doanh nghiệp. Ông Kim Won-sik, Chi hội trưởng Chi hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Bình Dương chia sẻ, bên cạnh những thế mạnh mà Bình Dương có sẵn như hạ tầng đồng bộ, gần sân bay, hệ thống giao thông thuận tiện, thời gian qua, các doanh nghiệp Hàn Quốc cũng nhận được sự quan tâm đồng hành và hỗ trợ kịp thời từ lãnh đạo tỉnh, các ngành chức năng trong việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư hấp dẫn, nhất là mọi thủ tục đều công khai, minh bạch. Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị BKMS IDC, cho biết, việc mà Bình Dương cũng như các tỉnh thành khác cần làm để có thể sẵn sàng đón làn sóng đầu tư mới, đó chính là cải thiện môi trường đầu tư minh bạch, phát triển hệ thống logistics, chọn lựa lĩnh vực ưu tiên thu hút như công nghệ cao, điện tử, năng lượng, tiêu dùng, để vừa tạo sự an tâm cho nhà đầu tư, vừa bảo đảm được chất lượng thu hút vốn FDI.
Trong thời kỳ hậu dịch bệnh COVID-19, việc đẩy nhanh tốc độ hỗ trợ hành chính cho các doanh nghiệp sẽ là yếu tố then chốt. Do đó, cần quan tâm cải cách thủ tục, nhanh gọn, hoàn thiện pháp luật, tạo điều kiện tối đa cho các nhà đầu tư đang khao khát tìm kiếm những thị trường tiềm năng, đồng thời hỗ trợ sát sao những doanh nghiệp còn đang gặp khó khăn dưới mắt. Đây chính là chìa khóa để tạo niềm tin cho các nhà đầu tư. Trong quá trình xây dựng và phát triển, với những nỗ lực không ngừng, đến nay Bình Dương đã và đang trở thành địa phương thu hút dòng vốn FDI lớn của cả nước. Nhiều giải pháp của Bình Dương được Trung ương đánh giá là sáng tạo hiệu quả, mà đó ngày càng giúp tỉnh tạo được ưu thế cạnh tranh trong thu hút nguồn vốn FDI. Thực tế cho thấy, việc các nhà đầu tư tấp nập về Bình Dương không phải là sự ngẫu nhiên, mà là hệ quả của cả một quá trình cố gắng nỗ lực của cả tỉnh và của các nhà đầu tư. Bên cạnh những cải tiến, sự linh hoạt trong chào mời các nhà đầu tư, Bình Dương có nhiều lợi thế so với các tỉnh thành khác trong khu vực cũng như cả nước. Đặc biệt là cơ chế chính sách rất thông thoáng, minh bạch đã tạo ra những điểm cộng trong mắt nhà đầu tư. Ông Trần Thanh Liêm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, đứng trước bối cảnh cạnh tranh mạnh mẽ trong thu hút đầu tư, Bình Dương đã không ngừng đổi mới mạnh mẽ cơ chế chính sách, tạo môi trường kinh doanh hấp dẫn cho các nhà đầu tư, thể hiện rõ nét nhất quyết tâm của tỉnh trong công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành nhằm thu hút tối đa nguồn lực đầu tư FDI. Tuy nhiên, trong bối cảnh hội nhập kinh tế ngày càng sôi động, kết quả cải thiện các chỉ số trên phạm vi toàn quốc đang rất nhanh chóng, thì việc cải thiện các chỉ số PCI, Pardiness, Papi tại tỉnh vẫn chưa có sức đột phá. Vừa rồi là bài viết Tiếp tục xây dựng môi trường đầu tư hấp dẫn của tác giả Ngọc Thanh. Thưa quý vị và các bạn, xu thế thì đã rõ, nhưng làm gì để thu hút các nhà đầu tư lớn chất lượng thì cần phải có giải pháp thích hợp. Đứng trước cơ hội đón làn sóng chuyển dịch của các chuỗi cung ứng thế giới, Bình Dương cần hành động nhanh và hiệu quả. Với những nỗ lực của mình, Bình Dương đã và đang khẳng định ưu thế hấp dẫn trong thu hút các dự án đầu tư trong và ngoài nước. Thời gian tới, tỉnh tiếp tục huy động mọi nguồn lực đầu tư để phát triển, trong đó xác định thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI tiếp tục đóng vai trò quan trọng. Tuy nhiên, quan điểm nhất quán là không phát triển kinh tế bằng mọi giá, mà là thu hút đầu tư phải hướng tới phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, bảo đảm hài hòa lợi ích của nhà nước, doanh nghiệp, người dân. Và phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với ông Mai Bá Trước, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Bình Dương về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Trong thời gian xảy ra dịch bệnh COVID-19 thì dòng vốn đầu tư FDI vào Bình Dương giảm nhiều so với cùng kỳ các năm gần đây. Mặc dù vậy thì Bình Dương vẫn là một trong những tỉnh thành đang dẫn đầu Việt Nam về thu hút đầu tư FDI 6 tháng đầu năm. Đây là dấu hiệu tích cực cho thấy là Bình Dương vẫn là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Thưa ông Mai Bá Trước, như vậy thì điều gì tạo nên thành công này ạ? Để đạt được những kết quả trên là do những yếu tố tác động như: thứ nhất là tỉnh có những cái giải pháp chủ động, kịp thời nhằm để hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn, hạn chế tối đa tác động tiêu cực của dịch COVID-19. Cái thứ hai là Bình Dương có cơ sở hạ tầng tốt. Tỉnh cũng luôn chú trọng phát triển hạ tầng giao thông, điện, cấp thoát nước, viễn thông, đầu tư từng bước đồng bộ, hiện đại, đặc biệt là hạ tầng giao thông kết nối với các tỉnh thành trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Cái thứ ba là lãnh đạo tỉnh luôn nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, minh bạch, thân thiện, luôn xem cải cách hành chính là một nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt, đồng thời thực hiện quy hoạch khá tốt các khu công nghiệp tập trung. Cái thứ tư là tỉnh luôn chú trọng công tác đào tạo nghề cho lực lượng lao động. Cái thứ năm là lãnh đạo tỉnh thường xuyên tổ chức các hội nghị tiếp xúc, đối thoại với doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để cho doanh nghiệp. Cùng với cả nước thì Bình Dương đang đứng trước cơ hội đón làn sóng đầu tư mới. Làm thế nào để có thể đón được làn sóng đầu tư này? Và trước bối cảnh cạnh tranh mạnh mẽ trong thu hút đầu tư như hiện nay thì Bình Dương cần phải có những giải pháp cụ thể như thế nào ạ? Để tận dụng được những cơ hội đón đầu làn sóng dịch chuyển vốn đầu tư nước ngoài thì Bình Dương sẽ tiếp tục phát triển ra các giải pháp cụ thể trước mắt cũng như lâu dài để cải thiện môi trường đầu tư minh bạch. Thứ nhất là tập trung thực hiện tốt công tác lập quy hoạch của tỉnh bài bản, khoa học, giải quyết thủ tục hành chính nhanh, hiệu quả trên các lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp, đăng ký đầu tư, đất đai, xây dựng, hải quan,
thế. Cái thứ hai nữa là tiếp tục huy động mọi nguồn lực để đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại, đặc biệt là hạ tầng giao thông kết nối với các tỉnh thành trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, tập trung thực hiện tốt quy hoạch khu công nghiệp, đẩy nhanh cái việc mở rộng các khu công nghiệp. Cái thứ ba nữa là thực hiện cái đề án thành phố thông minh, xây dựng Bình Dương là một điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư. Cái thứ tư là tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu, đẩy mạnh cải cách hành chính, luôn cầu thị lắng nghe, hành động mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức minh bạch, thân thiện, trách nhiệm hiệu quả. Cái thứ năm là tập trung phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, lao động có tay nghề, đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư. Thứ sáu là thường xuyên các chương trình xúc tiến thu hút đầu tư thông qua hình thức trực tuyến, tổ chức các sự kiện, diễn đàn, chương trình đối thoại, gặp gỡ cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài, giới thiệu hình ảnh Bình Dương, đồng hành tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Quan điểm nhất quán của tỉnh Bình Dương là không phát triển kinh tế bằng mọi giá, mà là thu hút đầu tư chọn lọc, hướng đến sự phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, bảo đảm hài hòa lợi ích của nhà nước, doanh nghiệp, người dân. Như vậy thì Bình Dương sẽ có sự chọn lựa, ưu tiên thu hút đầu tư như thế nào thưa ông? Trong thu hút đầu tư thì tỉnh sẽ lấy chất lượng, hiệu quả, công nghệ và bảo vệ môi trường là tiêu chí đánh giá chủ yếu khi cấp phép, đồng thời không thu hút đầu tư mới, xem xét mở rộng, gia hạn đối với những dự án sử dụng công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, thâm dụng tài nguyên và lao động. Ưu tiên thu hút các nhà đầu tư có tiềm lực tài chính kinh tế mạnh, các tập đoàn kinh tế lớn, tập đoàn đa quốc gia, các dự án có công nghệ tiên tiến, công nghệ mới, công nghệ cao, công nghệ sạch, quản trị hiện đại, có giá trị gia tăng cao, hàm lượng chất xám cao, ít thâm dụng lao động, thân thiện môi trường, kết nối được với các doanh nghiệp trong nước, có tác động lan tỏa, kết nối chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu. Ngoài ra thì Bình Dương tiếp tục đa phương hóa, đa dạng hóa đối tác, hình thức đầu tư phù hợp với cái định hướng cơ cấu của nền kinh tế và mục tiêu phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, đảm bảo hài hòa lợi ích của nhà nước, doanh nghiệp và người dân, bảo đảm được quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội. Xin được cảm ơn ông Mai Bá Trước với phần chia sẻ vừa rồi ạ. Vừa rồi là nội dung trao đổi giữa phóng viên chương trình với ông Mai Bá Trước, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Bình Dương về định hướng và phương án thu hút các nguồn vốn FDI chất lượng cao. Thưa quý vị, phần cuối chương trình hôm nay mời quý vị đến với tiểu phẩm Chớp lấy thời cơ của tác giả Anh Thư do nhóm cộng tác viên chương trình thể hiện. Anh biết rồi, em làm như anh lận nít không bằng vậy. Giờ ăn ngủ mà em cũng phải nhắc anh từng chút một nữa. Thôi em lo công chuyện của em đi. Quan tâm anh nhiều quá, làm anh cũng khó chịu lắm đó. Anh nói một lần này để em biết, cứ vậy hoài á anh chán lắm. Thôi nha. Mày đúng là đào hoa. Gái đu theo nùm nượp, trong khi ta không có con ma nè. Đời đau, kẻ ăn hết người lẫn ra. Làm gì mà than gian dữ vậy? Tại mày kén quá anh chi. Dễ chịu một chút đi là có bồn như tao liền à. Mày nói cũng phải, nói chuyện cũng hợp. Nhắm mắt quyệt đại sao được. Tao dễ dãi như mày nữa. Mà tao nói thiệt nghe, mày cũng nên chọn lựa cho chắc ăn đi. Chứ cái gì đâu mà tao thấy mày quen á hả? Sao? Tao điếm á hả? Hơn á bàn tay đó. Thì mày cứ quen đi. Cuối cùng á, cô nào được nhất á thì mình cưới. Chứ bộ quen rồi cưới đâu. Ý là mày nói là mày được quyền lựa đó hả? Ừ, chứ sao? Nhưng mà mày đừng quên nha. Quên gì? Chơi dao có ngày đứt tay. Chơi lửa có ngày bị phỏng á. Trời ơi ha, mấy cổ mà phát hiện ra một cái ha, là thôi rồi luôn á ha. Lúc đó mày te tu luôn ha. Mày không có đường mày chạy luôn á ha. Thôi khỏi hù tao. Tao đã quen được ấy, thì tao phải tính toán được. Mày có thấy hổm rài không? Ổn đúng không? Chỉ có hơi nhức đầu là phải nghe điện thoại của mấy đứa đó thôi. Ê mày. Gì? Mày nói thiệt tao nghe coi, có khi nào mày đụng hàng không? Mấy em đụng hàng nhau á. Sao không mày? Cũng có chứ.
Nhưng mà tao tớ hay lắm, chưa có bị phát hiện lần nào. Mày trớ hay lắm hả? Ừ. Phải như lúc Mần ăn mà cũng có nhiều cái sự lựa chọn như vậy thì ngon hả mày ha? Gì vậy? Tự nhiên đang nói chuyện bồ bịch cái tự nhiên cái xỉa qua cái chuyện Mần ăn rồi hết hứng gì? Mày á, nè, lo làm ăn riết rồi ế luôn đó. Mày mắc cười quá à. Thì đàn ông phải lo sự nghiệp trước chứ. Cũng phần nào đó thôi, chứ mày tập trung quá cuối cùng á, không có cô nào bên cạnh hết á. Buồn thấy bà luôn chứ buồn. Xin thành mệt quá mày ơi. Mỗi người một chí hướng mày ơi. Mày nói tới tập trung làm ăn á là vậy chứ bây giờ á mày được gì rồi? Nói tao nghe coi. Ủa? Thì lúc trước đi làm cũng có được chút kinh nghiệm. Bây giờ mạnh dạn kiếm người cùng đầu tư. Mày tính làm gì đó? Thì đương nhiên là làm rồi chứ không có đi cua gái nhiều như mày. Mà mày làm cái gì? Thì tao tính làm cái vụ mà viên gỗ nén đó, để xuất khẩu á. Cái gì? Viên gỗ nén để xuất khẩu hả? Trời đất ơi, lúc này ba cái bệnh Covid-19 nó hoành hành mấy nước châu Âu, Mỹ. Nên cái vụ mà xuất khẩu á, nè, có bộ ổn nha. Thì mày phải nghiên cứu tìm đối tác rồi mới làm chứ, thằng phụ làm liền được đâu. Rồi làm rồi thử nghiệm tìm đầu ra cho sản phẩm. Phải mất thời gian chứ bộ ảo thật mày. Rồi giờ mày tìm được ai chưa? Cái vụ viên gỗ nén này cũng nhiều người làm rồi. Mình làm sao thì phải tìm đối tác. Phải tính tới cái chuyện là môi trường rồi tiết kiệm đầu vào đầu ra nữa mày ơi. Chị thì kiếm đâu ra? Khó quá thôi cho qua mày ơi. Ở vậy? Khó thì cho qua. Mắc cười quá, mày mần thì mày phải chọn lọc, mày tính toán, rồi mày tìm người hợp tác. Đó, chắc ăn chứ phải là muốn cái nhãi mặn đâu. Chọn lọc, tính toán, mày lựa, mày chọn riết rồi tới già mà chưa có cái viên gỗ nén nào luôn đó. Thôi mệt quá mày trù tôi hoài, chuyện tao để tao lo. Còn mày á, mày lo mấy cái cô ghệ của mày đi ha. Trời ơi, bữa nào nó tụ lại nó hát tù một bữa ha. Nó dí mày, nó quánh ha. Mày định chào qua nhà tao mày trốn á. Yeah. Con đi đâu mà bỏ quên cái điện thoại ở nhà mà nó reo riết, má muốn nhức cái đầu luôn vậy con. Ôi khổ ghê, sáng giờ lật đật quên mất tiêu má. Nay người ta hẹn chốt với con cái vụ làm ăn của con nè. Vậy coi số nào thì gọi lại con làm sao? Dạ để con coi. Rồi đây, người này đang cần gặp. Ồ, người đàn con cũng đang cần gặp luôn nè. Alo, anh Đức hả? Dạ, chuyện hợp tác của mình sao rồi anh? Dạ, có nghĩa là hạn chế vấn đề gây ô nhiễm môi trường. Dạ đúng rồi anh, chứ cái vụ đó bụi dữ lắm. Đầu tư máy móc hiện đại luôn hả anh? Dạ, rồi, em lo nguồn nguyên liệu gỗ. Rồi, được rồi, như vậy có gì chiều em anh em mình gặp nhau anh ha. Dạ, em chào anh. Sao rồi con? Má ơi con khỏe rồi má ơi, trời vui quá má ơi. Chuyện gì? Cái người đó chịu đầu tư hợp tác với con rồi, hú hồn hú vía, thời cơ đã đến, con chớp được rồi má ơi. Kỳ này mà được thì con cũng kiếm cô nào quen rồi cưới luôn nha hôn. Lo làm ăn riết cả coi chừng ế á con. Má thiệt á. Thì để con lo cái vụ làm ăn xong đi, rồi cái con kiếm dâu cho má. Má biết không? Gì? Con chọn dữ lắm mới được cái anh đối tác này đó. Mà cái điều quan trọng nhất trong cái phi vụ làm ăn này là cái vấn đề bảo vệ môi trường ấy mà. Ừ, biết vậy là tốt. Mà nhưng cái chuyện vợ con cũng gấp gấp vậy ở nhà hùng. Con hứa rồi mà, con sẽ cưới nếu con gặp đúng người. Và con sẽ sanh cho nội cho má luôn. Nghe nồn dữ à. Vậy chứ vụ này là phải chớp liền mới được á. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Vì một thành phố thông minh Bình Dương xin tạm dừng tại đây. Chương trình do Đài Phát thanh Truyền hình Bình Dương phối hợp với Ban điều hành thành phố thông minh Bình Dương thực hiện. Mời quý vị theo dõi chương trình lúc 17 giờ ngày thứ năm hàng tuần. Ngoài ra chương trình được phát lại lúc 18 giờ 20 phút ngày Chủ nhật trên kênh VOB tần số FM 92,5 MHz. Kim Thư, Đăng Trình và ekip thực hiện chương trình rất cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau. Thành phố thông minh Bình Dương cùng kiến tạo tương lai bền vững.